Con điên này. Tao không phải là thợ sửa chữa. Tôi đã từng mê sắc đẹp của cô. À này con gái, con ở nhà nhá, phải nghe lời mẹ đấy, biết chưa? Ở kìa, Linh! Linh! Đánh răng xong phải rửa mặt cho con. Ủa dồi, con làm sao không em? Em không sao ạ. Khổ quá, con bé từ lúc nó bị tai nạn, thần trí nó không bình thường, có biết gì đâu. Em không sao mà, anh yên tâm, con của anh thì em coi như là con đẻ của em mà. Cảm ơn em. Nhưng mà em cũng phải để ý chăm sóc bản thân mình nữa đấy nhá. Còn con của chúng mình mà. Dạ vâng ạ. Thôi, anh phải đi làm đây nhá. Vâng, anh đi làm đi. Con điên này. Mày tai nạn xe rồi mày cũng chết quách đi. Bây giờ mày về mày hành tạo. Mày điên điên dại dại như thế hả? Mày nghĩ là tao sẽ phải chăm sóc mày á? Không có cái mùa xuân này đâu nhá. Đi, đi đây. Im cái mồm lại đi. Ai biết thì sao? Sợ gì? Anh nhìn lão già đi rồi anh mới vào. Nhớ chết đi được. Ý mộng. Sao lại trói nó ở đây? Con này có như con chó gắn càn ấy. Không trói vào nó làm càn đấy. Ý mộng. Thôi thôi thôi, đừng nóng. Hỏng hết không khí. Đi. Này, em. Nào, từ từ. Cẩn thận con của chúng mình đấy. Con yêu của bố, chịu khó một thời gian nhá, để cho bố mẹ lấy hết tài sản của thằng già háo sắc này rồi gia đình mình đoàn tụ con nhá. Thế bây giờ anh định tính thế nào? Thời cơ đến rồi còn gì nữa. Thời cơ. Không hiểu à? Lão già có một đứa con gái duy nhất. Giờ nó tai nạn, nó dở hơi thế này. Giờ mình cho lão già đi luôn thì tài sản các thứ đều thuộc về em, là người vợ duy nhất rồi còn gì nữa. Nhưng mà bằng cách nào? Em ngốc, tạo ra một vụ tai nạn nho nhỏ. Thế là lão Thế con này. Con này á? À, em đã có cách rồi. Mình sẽ bán nó cho bọn buôn người. Thế là cũng có một khoản kha khá đấy. Không hổ danh là mẹ của con ạ. Đi đây. Cô có làm sao không? Xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch độc ác của lũ chúng mày nhá. Ôn Linh, ra con à? Mày không bị điên à? Tất nhiên rồi. Mày nghĩ là trên đời này chuyện tốt đẹp sẽ đến với lũ đầy mưu mô tính toán như chúng mày à? Chuyện này như thế nào? Sao bố không hiểu gì cả? Từ từ rồi con sẽ nói với bố sau ạ. Cảnh sát đến rồi đấy. Mày đừng có láo. Nó không có tội gì cả. Có tội hay không ấy
thì lên đồn rồi sẽ rõ. Tao nghĩ là tao đã có đủ bằng chứng chứng minh mày là kẻ cố ý giết người rồi đấy. Còn bây giờ tao mượn tạm cái này nhá. Bố cầm đi ạ. Cái này để làm gì thế hả con? Vẫn còn một con rắn độc nữa, cần bố xử lý đấy. Sao lâu quá nhở? Mãi chưa về. Alo, anh về chưa? Như nào rồi? Xử được lão già ấy chưa? Tiếc là lão già đấy, sống dai quá, chưa xử được đâu. Anh... Còn cả tôi nữa, tiếc là cô cũng không bán nổi tôi rồi. Cô... Sao lại có đôi giày nam ở đây nhỉ? Mà đây có phải giày bố mình đâu. Có ai trong đấy không? Làm ăn thế mở à? Cửa. Chị ơi, tôi xin chị ạ. Đây là ai hả gì? Tôi xin chị tha cho tôi. Chị đừng bắt nạt tôi. Thôi đi tôi... Tao không rảnh để mà nghe mấy cái bọn nhà quê như mày nhiều lời nhá. Có chuyện gì đấy ạ? Đây, chuyện là như này, hôm nay tòa nhà bảo trì xong cái cửa này nó bị vênh không khóa được. Mày gọi cái thằng này nó đến thì nó sửa. Xong bây giờ nó chữa lợn lành thì lợn què. Không đóng được cửa tủ lại nữa luôn. Chị ơi, tôi xin chị, là tôi mới vào nghề cho nên là tôi còn chưa thành thạo. Thôi im đi. Chung quy là cái tủ này gần 100 triệu. 100 triệu à? Ờ. Chị ơi, nếu mà đền 100 triệu thì tôi chỉ còn tìm đường chết thôi chị ạ. Con nghĩ là bây giờ gì có đòi thì anh ta cũng chẳng có tiền để mà trả đâu ạ. Thôi được rồi, nể mặt con gái là chồng tôi thì tha cho anh. Nhưng mà ấy, kể từ hôm nay đến đây sửa tủ, bao giờ nó hết hỏng thì thôi. Dạ vâng, vâng, tôi sẽ đến sửa ạ. Không công. Dạ vâng, vâng, vâng ạ. Thôi, anh về rồi đấy. Cảm ơn ạ. Anh có phải bảo trì tòa nhà này không? Sao? Nhà em có cái toilet mới. Mày khuê toilet nhà mày mới ạ? Mới tắc. Anh thông hộ. Thông đầu bố mày. Vài cái đồng bạc lẻ của chúng mày đòi mua được không của tao? Tao nói cho mày biết, tao không phải là thợ sửa chữa. Kiểu gì luôn. Alo, mày giúp tao một việc được không? Gây tai nạn. Gây tai nạn cho tao. Con gái, con đã vất vả rồi. Không sao bố ạ. Con biết là con có nói thì bố cũng không tin, nên là mới phải dùng đến phù nhục kế như thế này. Lừa đảo. Cô nghĩ tôi còn là con điên để mà cô đánh đập, hành hạ và xích như một con chó nữa à? Sao? Lại còn có cả chuyện đấy nữa à? Đúng thế đấy bố ạ. Trước mặt bố thì ra vẻ là thương con chồng, đằng sau lưng thì hành hạ và coi con như một con chó vậy. Vô tư dẫn nhân tình về nhà hú hí. Đấy chính là màn kịch mà chúng nó nghĩ ra, muốn hại con, hại bố. Chúng nó mơ tưởng về một hạnh phúc mà tương lai có chúng và cả con của chúng nữa bố ạ. Cô thế à? Tôi đã nghe con tôi nói, nhưng mà tôi không tin. Lúc đấy, tôi còn lấy điện thoại của hắn để gọi điện cho cô. Nghe cô nói, tôi đã biết cô chính là đồng bọn của nó rồi. Anh ơi, em xin anh, em van anh. Bây giờ anh muốn em làm gì được, anh tha cho em ơi. Cô lấy tư cách gì để mà xin bố tôi tha cho? Bố tôi lấy cô về là bởi vì cô mang thai. Nhưng mà bây giờ sự thật đã rõ rồi, đấy không phải là đứa con của bố tôi. Cô lấy cái gì ra để mà xin xỏ nữa hả? Anh ơi, em biết là anh còn yêu em mà. Em còn cái nhan sắc này, em sẽ cố gắng xinh đẹp để cho anh đẹp mặt ạ. Anh phải, tôi đã từng mê sắc đẹp của cô, nhưng mà tôi đã nhận ra là sắc đẹp chỉ là bề nổi thôi. Đẹp thế chứ đẹp nữa, những tâm địa độc ác cũng chỉ thối rữa mà thôi. Cô
chờ đi, công an sắp đến rồi đấy. Tôi tác thành cho cô và nhân tình của cô. Hắn đang ở đồn đợi cô đấy. Nói sinh viên không tìm được việc làm. Gõ ngay tìmviec.com.vn.